Hiện nay, các sản phẩm crypto ngày càng trở nên phổ biến và đang hướng tới mục tiêu mass adoption. Khi mà số người dùng tăng lên, thì rõ ràng một blockchain đơn thuần sẽ không kham nổi lượng giao dịch lớn và liên tục. Vì vậy, việc phát triển khả năng tương tác giữa các blockchain khác nhau là điều tối quan trọng. Analog là một trong những dự án Layer Zero hỗ trợ giải quyết vấn đề tương tác liên mạch giữa các blockchain như vậy. Vậy có gì nổi bật từ Analog? Tiềm năng của dự án này là như thế nào? Anh em hãy cùng Chơi CoinVN tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Analog là dự án blockchain Layer Zero đầu tiên được phát triển và sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Time. Vì là blockchain Layer Zero nên Analog cho phép các chain có thể tương tác với nhau mà không cần dựa vào Bridge, Sidechain và Oracle. Giả sử anh em có hai blockchain riêng biệt, một blockchain dành cho giao dịch tài chính và một blockchain còn lại dùng để quản lý chuỗi cung ứng. Thông thường để hai blockchain này trao đổi dữ liệu, ta sẽ cần phải Bridge hoặc Oracle để xác minh thông tin giữa hai bên. Với Analog, anh em không cần phải những giải pháp trung gian này. Việc sử dụng Analog sẽ có lợi ích như giảm thiểu chi phí, tăng tính năng bảo mật, vì việc sử dụng Bridge là rất rủi ro. Đây là mắt xích yếu nhất trong toàn bộ hệ thống. Các hacker rất dễ dàng khai thác lỗ hổng và chiếm tài sản từ Bridge. Ngoài ra thì Analog cũng hỗ trợ xây dựng các blockchain khác trên nền tảng của mình. Dự án còn được gọi với những cái tên mỹ miều như là Omnichain, blockchain của các blockchain nhờ khả năng tương thích mạnh mẽ với hầu hết các chuỗi hiện nay. Hệ sinh thái Analog bao gồm các sản phẩm như sau. Thứ nhất là Watch UI. Đây là giao diện trực quan hỗ trợ user thao tác kiểm tra, quản lý data một cách dễ dàng. Thứ hai là Watch SDK, đóng vai trò như một thư viện hoặc bộ công cụ toàn diện giúp anh em developers tương tác với dữ liệu trên các blockchain khác nhau một cách hiệu quả và thuận tiện. Trong kiến trúc của Analog bao gồm những thành phần như sau. Thứ nhất là Threshold Signature Scheme. Một giao dịch chỉ được coi là hợp lệ khi có đủ số lượng chữ ký cần thiết từ các bên tham gia. Đây được gọi là hình thức đồng thuận phân tán. Phương pháp này giúp hạn chế các hành vi gian lận và tăng cường bảo mật cho toàn hệ thống. Thứ hai là Consensus Engine. Đây là động cơ trung tâm của mạng lưới Analog. Consensus Engine có vai trò xác nhận giao dịch và thực hiện các thuật toán đồng thuận. Nhờ vào sự điều phối của Consensus Engine, mạng lưới có thể hoạt động trơn tru và duy trì tính toàn vẹn dữ liệu. Thứ ba, Continuum Smart Contracts. Đây là các smart contracts có thể hoạt động trên nhiều blockchain khác nhau. Thứ năm, Gateway Smart Contracts. Anh em có thể hiểu, Gateway Smart Contracts là cánh cổng giúp các blockchain kết nối, tương tác, trao đổi dữ liệu với nhau. Các smart contracts này giúp cho các chain thuộc Analog trở nên linh hoạt và dễ dàng kết nối với nhau. Và cuối cùng là Time Graph SDK và bộ công cụ cho nhà phát triển. Analog cung cấp bộ công cụ mạnh mẽ giúp anh em developers xây dựng và phát triển DApps trên blockchain này. Time Graph SDK hỗ trợ tài nguyên cần thiết để tương tác với Time Chain. Nhờ đó, việc phát triển ứng dụng trên Analog trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Anh em có thể hiểu Time Chain đóng vai trò là sổ cái. Trong Analog, đây là nơi lưu trữ thông tin các giao dịch và thực hiện cơ chế đồng thuận Proof of Time. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2024, Analog đã gọi vốn thành công vòng seed với số tiền huy động được là 16 triệu USD. Vòng gọi vốn này có sự tham gia của các quỹ đầu tư tên tuổi như Wintermute, Near Foundation, NGC Ventures và nhiều cái tên khác. Còn về tokenomics của dự án thì hiện tại ChainCoinVN vẫn đang trong quá trình cập nhật. Các bạn hãy theo dõi kênh thường xuyên để có được những thông tin nhanh chóng và cụ thể nhất. Analog là một dự án blockchain Layer Zero mới. Về mặt ý tưởng chung, cá nhân mình thấy Analog không khác nhiều các dự án blockchain Layer Zero trước đó như là Avalanche, Cosmos, thậm chí xét trên khía cạnh đo lường về mặt hiệu suất, Analog cũng chưa thể vượt qua các dự án blockchain Layer Zero đàn anh này. Điểm nổi bật duy nhất mà mình thấy ở dự án này là được một số quỹ đầu tư lớn như Wintermute, Near Foundation hậu thuẫn. 16 triệu USD là con số đầu tư tương đối ấn tượng ngay ở vòng seed, rất phù hợp để phát triển một dự án blockchain Layer Zero. Tuy nhiên, bởi vì đây là một dự án mới và chưa có kế hoạch ra mắt token, trong thời gian này anh em có thể tham gia trải nghiệm dự án. Biết đâu đây là một tiêu chí để đánh giá nhận airdrop. Và anh em có nhận định như thế nào về tiềm năng của Analog? Hãy comment ở bên dưới để cộng đồng ChainCoinVN được biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.